Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay cùng mình đề co nhà gà con phiên bản chung cư có ban công nha. Đầu tiên vào cửa hàng chọn cho mình tường mưa nha. Sau đó mình sẽ làm đến cửa và mình sẽ chỉ lại cho mọi người trích để đặt nội thất lên trên vách nha. Đầu tiên đặt cho mình một thảm đè lên cánh cửa nè. Sau đó dùng khung tiêu bản size M. Rồi đặt hồ cá 4.500 cho bằng với cánh cửa. Sau đó mình đặt tiếp tục khung tiêu bản size M lên. Tiếp theo mình sẽ đặt một vách bất kỳ từ trong cửa hàng. Nhớ là trong cửa hàng nha mấy bà. Rồi mọi người vào hộp thiết kế, bấm lưu bản thiết kế. Sau đó bấm tham quan bản thiết kế khi nãy. Sau đó bấm thoát. Là mình có thể đặt được nội thất lên trên vách rồi nè. Thì mọi người xem nè. Tiếp theo mọi người chọn những tấm thảm rồi đặt như trong video nha. Sau đó mình chọn bàn giáo viên để làm cửa nè. Mục đích đặt những thảm này nè là để kê cái bàn giáo viên lên để sát vào khung tiêu bản để làm viền đó mọi người. Phần đối diện còn lại thì mình cũng làm tương tự nha. Đúng ra thì khi sử dụng cái trích đặt nội thất này nè mọi người, thì mọi người chỉ cần bấm tham quan là đã có thể sử dụng trích rồi. Nhưng mà mình muốn chắc thì mình sẽ bấm lưu xong đó rồi mình sẽ mới bấm tham quan. Vì mình có thói quen là cứ xây một xíu là mình sẽ lưu. Vì nhiều khi á, mình bị mất kết nối thì mình sẽ mất công xây lại đó mọi người. Chỗ này mình đặt vách lùi vào một chút xíu để khi mình đặt khung tiêu bản thì nó sẽ lộ rõ cái viền giống như thật hơn nè. Rồi tôi làm cái gì đây trời, sao mà quằn dữ vậy? Đặt bàn vô lại nè. Giờ mình làm đến tay cầm của cửa nha. Mình sẽ chọn thùng rác vì cái thùng rác này nó có cái tay cầm, mọi người có thấy giống không? Tắt mua thảm đi là mình có cái cửa rồi nè. Bây giờ mình sẽ đặt vách để che cái phần cửa này ha. Sau đó mình sẽ trang trí ở phần cửa ra vào nè. Mọi người đặt hố như trong video của mình đang đặt nha. Lấy một cái vách để làm mặt sau nè. Khúc này làm trích nha mấy bà. Sau khi làm trích xong thì mình sẽ xoay ngược khối màu be lại để phần phía trên được nhẵn hơn nè. Coi con cú của tôi nó thấy ghê không kìa trời. Sau khi đặt khối xong mình lại tiếp tục xài chích để mình có thể đặt lọ hoa và đèn lên nè. Rồi đến tiếp mục muôn thuở là đặt vách cho nhà nè, cái phần tốn kém nhất nhà của mình luôn á. Mọi người cứ đặt vách trước hết đi nha, rồi sau đó mình sẽ sửa lại sau nè. Cái việc sử dụng vách nhiều như thế này sẽ rất là tốn kém, nhưng mà mình nghĩ là để có thể thay đổi được cấu trúc của căn nhà thì rất là đáng mà, đúng không mọi người? Khúc này mình cũng muốn tua nhanh nhưng mà mình vẫn để như bình thường để mọi người có thể xem nhé. Để có thể nhiều tiền sao thì mọi người có thể làm nhiệm vụ hàng ngày nè, câu cá nè, bắt mọ nè. Sau đó mình sẽ tích góp thì cuối cùng mình cũng sẽ mua đủ thôi mà mọi người. Chỗ này mình sẽ làm ban công nha. Sau khi đặt vách xong thì mọi người lưu thiết kế và bấm tham quan nha. Giờ mình sẽ làm phần kính ban công nè. Đặt vách vuông góc với tường, sau đó mình sẽ sử dụng trích nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cửa sổ kính mờ để làm phần kính ban công. Mọi người lưu ý là mình phải thấy được phần dưới của vách thì mình mới có thể đặt cửa sổ kính mờ lên được nha. Hôm trước mình cũng có hướng dẫn để làm phần ban công như vậy nè, nhưng mà mình làm quằn hơn là mình phải xuống lòng đất để mình làm. Mình cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy nữa. Lâu lâu đầu nó lát lát thì sao á. Những phần này dễ thì mọi người cứ nhìn theo như trong video nha.
À, mình nói cái này, thường khi mọi người sử dụng trích thì mình sẽ không thể nào di chuyển được cái vách nữa đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bấm vào hộp thiết kế, mình lưu lại đi. Nè mọi người nhìn nè, bây giờ mình bấm vào vách thì sẽ không thể nào di chuyển được đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bấm tải đến cái bản thiết kế vừa nãy nha, cái bản thiết kế mình mới vừa lưu á. Là mình đã trở lại trạng thái ban đầu rồi nè, là mình đã có thể di chuyển được vách rồi đó. Nếu mà khi nào mọi người muốn sử dụng trích nữa thì mình cứ làm trích như bình thường thôi. Lúc này mình đang đặt vách để đo nè. Mình trang trí cho phần ban công trước nha, không là lát khó đặt á. Mình chỉnh sửa clip này trong vòng 3 ngày lận, nên là tới cái ngày cuối cùng mà để mình lồng tiếng á, thì mình bị nghẹt mũi á mọi người, nên là cái giọng của mình nó hơi lạ á. Sử dụng chích xong rồi mình sẽ đặt cửa sổ kính mờ để làm cửa kính ban công nha. Để có hiệu ứng cửa lùa nên là mình sẽ đặt hồ cá ra trước rồi đặt vô trong video nha mọi người. Giờ mình tiếp tục đặt vách hanji để che phần trống ở phía trên nè. Phần này mọi người thấy mình đặt vách hanji không được không? Là vì cái phần vách để làm trụ á, nó không có đủ chiều dài để mình có thể đặt ngang vách qua được á. Mình đặt hai vách màu khác để xíu nữa mình bỏ mua cho dễ á. Rồi bây giờ mình che ở phía trên phần ban công nha. Sau khi làm ban công xong, mình sẽ quay qua làm cái phần tường mà để tivi nhé. Trước tiên mình cứ đặt vách hanji ra trước để mà mình có thể canh được khoảng cách á, để mình đặt cửa, rồi sau đó mình sẽ bỏ vách hanji ra sau nha mọi người. Dựng vách để tivi xong rồi mình sẽ quay qua để mình dựng vách ngay chỗ nhà vệ sinh nha. Phút này là mình đã bấm tải đến để mà mình có thể di chuyển được các vách như ban đầu á. Sau đó mình sẽ quay lại ngay chỗ để tivi nha. Bỏ các vách hanji khi nãy và mình sẽ chọn vách ngăn tường nghệ thuật nha. Đặt tường kính sao cho nó bằng cái phần cửa nha mọi người. Và lúc này mình sẽ sử dụng trích nè. Tiếp theo mình sẽ đặt thảm đường đá lên nhé. Mình chọn thảm đường đá vì cái mặt đáy của cái thảm đường đá này nó có màu xám đẹp á mọi người. Đặt thảm như trong video xong thì mình sẽ tắt mua vách tường nghệ thuật đi nhé. Tiếp theo mình sẽ đặt vách hanji sát vào thảm đường đá như trong video nha. Thêm một ít vách hanji xoay ngược lại để che cái viền của vách đi nè. Lại tiếp tục sử dụng trích để đặt nội thất lên vách nha. Rồi mình sẽ chọn khung tiêu bản màu đen này nè để làm tivi á. Khúc này vách hơi lệch nên là mình sẽ bỏ trích đi để mình có thể di chuyển được vách nha. Sau khi chỉnh sửa vách cho đều nhau hết rồi thì mình sẽ bấm lưu và quay lại trích nha. Giờ mình sẽ làm rèm ha. Đặt cho mình vách tường nghệ thuật nè. Mình cũng không biết sao tự nhiên hồi nãy mình tháo cái cửa kính mờ này ra làm gì nữa. Giờ mình sử dụng trích để đặt nội thất lên vách đã. Mình sẽ sử dụng khung tiêu bản viền trắng để làm rèm nha. Đây, khúc tâm linh đây. Bây giờ mọi người sẽ đặt cái khung tiêu bản vừa nãy lên cái tường nghệ thuật nha. Mình sẽ sử dụng hai cái khung tiêu bản, một cái size L và một cái size M nha. Như mọi người thấy thì mình đang đặt hai cái khung tiêu bản này sao cho nó bằng với lại cái khung cửa thôi nè. Mình sẽ đặt hai cái khung tiêu bản này liền kề nhau nha. Sau khi đặt xong cái đầu tiên thì mình sẽ qua cái thứ hai là mình sẽ đặt chồng lên, chồng một chút xíu thôi nha mọi người. Nhìn nó giống như cái nếp gấp của cái rèm á. Mình sẽ đặt 3 phần như vậy thôi nha mọi người. Tại vì nếu nó dài quá thì nó sẽ thô á. Tại vì cái khung tiêu bản này nó cũng hơi dày á. Xoay ngược cửa kính lại rồi mình sẽ tắt mua tường nghệ thuật. Đây là mình đã xong một bên rồi nè.
Bên này mình sẽ tháo cái cửa kính ra luôn, nhưng mà lát nữa mình sẽ đặt lại hơi khó nha. Tiếp tục làm tương tự như trong video nha. Mình sẽ xoay cái khung tiêu bản này thành màu xám nè. Khúc này để đặt lại kính thì mình sẽ xoay khung tiêu bản. Nhớ là chỉ xoay nhưng mà không được xê dịch nha. Rồi mình đặt kính lại nè. Thấy cũng hơi giống ha mọi người. Giờ mình đặt cây để kéo rèm ha. Khúc này vì chiều dài của ban công khác nhau nên mọi người sẽ tự đo rồi đặt cái cây đèn giao thông số 3 này sao cho phù hợp nha. Khi đặt cột đèn này mọi người sẽ xoay cái phần đèn ra ngoài ban công nha. Vậy là mình đã xong cái phần rèm ban công rồi nè. Tiếp theo mình sẽ qua khu bếp nha. Đầu tiên mình sẽ đặt tủ lạnh. Mục đích mình đặt hai cái tủ lạnh là vì cái phần ở phía sau á nó sẽ bị trống á mọi người. Sau đó đặt cho mình 5 thảm bánh ngọt và một cái thảm đường đá chồng lên nhau nha. Nhớ là đặt lên trên vách và vách đã phải sử dụng trích rồi nha. Rồi mình đặt bàn khán phòng lên trên thảm nè. Tiếp theo đặt cho mình 3 thảm bánh ngọt và 2 thảm đường đá xếp chồng lên nhau nha. Để xíu mình đặt bếp lên cho bằng với cái bàn khán phòng nè. Mình sẽ chọn bàn bếp ga ly nha. Vì phần bên này chỉ có đặt bếp ga nên là mình sẽ sử dụng công thức đặt thảm như vậy. Còn với phần đối diện mình sẽ đặt bồn rửa chén nên là công thức sẽ khác nha. Đặt cho mình 6 tấm thảm bánh ngọt lên trên vách. Sau đó đặt bàn khán phòng lên. Vì bồn rửa chén nó sẽ dài hơn so với bàn bếp ga đó nên là mình sẽ đặt tới 6 tấm thảm bánh ngọt nè. Sau đó mình vẫn đặt 3 tấm thảm bánh ngọt và 2 tấm thảm đường đá rồi đặt bếp lên nha. Khúc này mình quên đặt bếp nướng vào nên là mình sẽ đặt lại bếp nướng vào nha. Tắt mua thảm đi nè. Mình cũng sẽ sử dụng bàn khán phòng để làm tủ bếp ở trên luôn nha. Đặt thêm một cái lỗ thông hơi ngay đây. Chỗ này mình sẽ làm một cái kệ bếp nên mình sẽ sử dụng một cái vách ngăn kính toàn thân ngay chỗ này. Sau đó mình sử dụng trích rồi đặt ngược lại cái bàn khán phòng nha. Khúc này hơi khó nên mọi người chú ý nha. Mọi người phải thấy được mặt của vách thì mới đặt được nội thất lên trên vách nha. Sau đó mình sẽ sử dụng cái xe phục vụ này nè, vì nó có những cái chồng chén và chồng dĩa á mọi người. Mình sẽ kê hai bàn bát cướp và hai thảm bánh ngọt lên và thêm một cái thảm cỏ, rồi sau đó sẽ đặt xe phục vụ trắng lên nha. Thấy giống kệ úp chén chưa mọi người? Mình sẽ tiếp tục dùng thùng rác để làm tay cầm cho tủ nha. Xoay cái bàn ra rồi mình sẽ đặt thùng rác vào như trong video nha. Sau đó mình sẽ chọn một cái vách bất kỳ rồi sử dụng trích nha. Rồi mình sẽ đặt một cái khung tiêu bản viền trắng lên để làm cái nóc của cái tủ bếp nè. Tiếp theo mình sẽ làm phần hoàn đảo và mình sẽ ngăn ra bằng cái bức tường nghệ thuật này nè. Tiếp đó mình sẽ sử dụng vách kính vòm này rồi sử dụng chích và đặt bàn bắt cướp lên nha. Mọi người nhìn và đặt như trong video là được nha.
mua vách kính vòm đi và làm tương tự ở phần còn lại. Rồi tôi lấy cái vách này ra làm chi, bây giờ tôi nhét vô khó vậy nè trời. Thôi sẵn để đặt bàn bắt cướp vô luôn nha. Nè, tới khúc nó rối tan tan rồi nè. Vô đi mà. Trời ơi. Vô được rồi nè. Mừng ghê mấy bà, giờ xoay ngược mấy cái bàn này lại là xong rồi nha. Trang thiết bếp thì dễ rồi, mọi người có gì liên quan tới bếp thì đặt vào nha. Mình sẽ đặt thêm hai cái bàn kính cho cái phần bàn đảo nè. Rồi đặt thêm chậu hoa cho xinh xinh nè. Tiếp theo mình sẽ qua phần trang trí kệ tivi nha. Chỗ này dễ nên mọi người chỉ cần nhìn theo video là làm được rồi nè. Tiếp theo mình sẽ trang trí ban công ha. Như mình thì sẽ sử dụng bụi hoa cẩm tú cầu trong mỡ hộp. Còn nếu mọi người không có thì có thể lấy những cái hoa ở trong cửa hàng cũng được nè. Kệ cây cảnh này thì mình nhận ở tòa nhà quà tặng ở trong sự kiện game nha mọi người. Phần tường này hơi trống nên mình sẽ trang trí thêm cái kệ này nha. Cái kệ này thì bán trong gói nhé. Nếu mọi người lỡ bỏ qua cái thảm này thì mọi người có thể sử dụng chính thảm kim cương trong cửa hàng ghép lại cũng được nha. Rồi sau đó mình sẽ đặt bàn ghế lên nè. Mình sẽ sử dụng hai cái bàn kính và mình sẽ làm một cái bàn cao và một cái bàn thấp như trong video nha. Trang trí thêm ít nội thất cho nhà xinh xinh nè. Sau khi decor xong phòng khách và bếp thì mình sẽ vào phòng ngủ nhé. Mình sẽ bỏ trích đặt nội thất lên trên vách nè, để mình có thể di chuyển được các vách. Mục đích mình bỏ vách là để thấy được phần tường mưa nè mọi người, để mình có thể làm cái cửa sổ lớn ở trong phòng nha. Nè, khúc này mình sẽ chỉ cho mọi người cách ra ngoài nha. Đặt cho mình một cái ghế nhỏ sát vào trong tường, sau đó bấm lưu thiết kế. Rồi tắt trang trí nhà đi, rồi mình ngồi vào ghế là mình ra được ở phía ngoài rồi nè. Sau đó mình bấm sửa nhà và tải đến bản thiết kế vừa nãy nha. Mình sẽ sử dụng kính của cái kệ trưng bày ô tô số 2 này để làm cửa kính phòng ngủ ha. Mọi người thấy cái cột này không? Mình sẽ đặt thảm lên để làm tường nha. Nhìn vô trong nhà là mọi người thấy có một phần cửa kính rồi nè. Sau khi đặt xong thì mình vô nhà như bình thường nha. Rồi mình sắp xếp lại các vách sao cho hợp lý nè. Mình sẽ xếp những cái bàn bắt cướp này chồng lên nhau để có chỗ ngồi ngắm mưa ha. Chỗ này mình sẽ làm một cái tủ quần áo nha. Cái chỗ này dễ nên mọi người có thể nhìn là làm theo được nè.
À, nhớ lúc này phải sử dụng trích đặt nội thất lên vách nha. Lúc này mình đang để thử cái kệ quần áo này nè, mà xấu quá nên lúc sau mình bỏ luôn. Để tiết kiệm thời gian nên cái chỗ này mình sẽ sử dụng rèm mình mua trong gói nội thất luôn nha. Còn nếu các bạn chưa có mua được thì các bạn có thể làm rèm như khi nãy mình có chỉ á. Ủa, tôi đang làm cái gì ngay cái chỗ này vậy ta? Thôi xong rồi nè, mọi người qua trang trí ngay cái chỗ phần đầu giường nha. Mọi người vẫn có thể sử dụng vách hanji để nguyên nha. Còn như mình ngựa ngựa thì mình sẽ xài cái vách ngăn này nha. Mọi người đừng để ý tới nó cũng được. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái giường này nha. Cái giường muôn thuở mà nhà nào tôi cũng xài hết trơn á. Treo thêm một bức tranh trên đầu giường cho đẹp ha. Mọi người có thể vào phần trang trí trong cửa hàng cũng có một số tranh sử dụng cũng ok á. Thêm tủ kê đầu giường nữa nè. Sau đó mình sẽ trang trí thêm một ít nội thất cho phòng ngủ đỡ trống ha. Phần kệ tivi trong phòng ngủ mình sẽ làm na ná như phần kệ tivi ngoài phòng khách. Còn cái bàn đầu giường mà mọi người đang thấy là mình mở hộp trong cái hộp bốc thăm nắng ấm nha. Bây giờ mình sẽ treo đèn nha. Trước tiên mình đặt hồ cá ra trước, rồi đặt cái đèn đứng đen hiện đại này nè. Đặt cái hai cái đèn hai bên xong rồi mình sẽ đặt một cái vách vuông góc với lại tường nha. Và tiếp tục xài chích đặt nội thất lên trên vách nữa nè. Rồi mình sẽ đặt ngược cái đèn khi nãy lại để cho hai cái đèn nó đối đầu với nhau nha. Sau đó mình sẽ qua phòng tắm ha. Phần này không có sử dụng trích hay gì hết, mọi người chỉ có làm theo video là sẽ có một cái bồn tắm xinh xẻo rồi nè. Mình sẽ sử dụng tiếp màn bắt cướp để làm cái bồn rửa mặt luôn nha.
rồi mình trang trí thêm một ít cho nhà tắm nữa là xong rồi nè. Cuối cùng tụi mình qua làm trần nhà ha. Mọi người chọn cho mình 3 cái trụ như trong video nha. Sau đó mình sẽ trải thảm Santorini viền theo nhà nè. Cách làm trần nhà này thì mình cũng học được của một chị ở trên TikTok thôi, nên là mình thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng làm cho nhà đẹp nè. Mọi người trải thảm viền theo khung nhà và chừa lại ở giữa cho mình một khoảng trống nha. Ở bếp mình sẽ chừa một khoảng trống nhỏ hơn so với cái khoảng trống ở phòng khách nha. Sau khi mình trải thảm Santorini ra xong, mình sẽ sử dụng cái miếng lót chân lấp lánh đè lên theo viền nha. Mọi người cứ nhìn theo video là đặt được nè. Tiếp theo mọi người sẽ sử dụng cho mình cái tường trắng Santorini rồi đặt đè lên miếng lót chân lấp lánh khi nãy nha. Rồi mình sẽ sử dụng hồ 4500 tỷ sao, trụ xanh số 1 và đệm màn đạp xanh số 9. Rồi mình sẽ đặt quạt lớn và áp vít phòng lab tương lai lên chinh cùng nha. Sau khi đặt áp phích xong thì mình sẽ tắt mua những cái thứ mà mình dùng để kê khi nãy. Rồi tụi mình làm trích đặt nội thất lên trên vách tiếp nha. Đặt một vách bất kỳ vuông góc với những bức tường mà mình làm khi nãy ở trên đó. Sau đó mình sẽ sử dụng trích nữa nè. Rồi mình treo đèn lên là xong rồi nè. Mọi người làm tương tự ở bên phòng bếp nha. Nếu không có những đèn này thì mọi người có thể hạ cái vách vuông góc khi nãy xuống rồi đặt đèn như những cái clip trước mình có hướng dẫn để làm đèn trên trần nhà đó. Chỗ kệ tivi mình cũng sẽ đặt hai cái đèn đối đầu vào nhau như trong phòng ngủ luôn ha. Trang trí thêm một ít đồ trong nhà nữa là mình hoàn thành rồi nè. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây cùng mình ngắm thành quả nha. Xem những video đề coi nhà như này thì hãy cho mình một like và một subscribe để nhận thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.